Trời sao bác đi lái mấy ngày trời chán rồi bác. I smell so real. Chấm chôn nó nhãn thế. Mày hải mua. Thử đi thử. Cảm ơn anh. Quá ngọt luôn. Này còn thơm đứng để lâu chứ đâu mà lại đấy. Cô có sữa gì không cô ơi? Chở đây 3 kg 100 ngàn. Chút nữa anh giữ hột nha. Không phải nuốt trên cắt chanh khi nào về nuốt qua kia chồng. Good morning. Mua cái ba măng cụt đó, mua đậu tiêm nó ngon đó. Bao nhiêu? Là 3 kg, 1 kg 200 nha, ngon lắm, màu mắt nhau, 1 kg 200. Cái đầu ngon quá đâu. Quá mắc. Quá chị. Nè, chú thử quần kim, thử chú thử quần kim coi ngọt tới da luôn cậu. Nè, thử cậu, ăn luôn cho biết. Đỏ cạp luôn coi, nè bé ăn, ăn thử quần kim coi, ăn bát coi. 3 kg 200, cái bự đi 100, cái nhỏ 3 kg 200, lượm nào lượm, cái nào không ngon dùng xong. Dạ, nhiều lắm ba. Ăn nhiều quá sẽ chú hết tiền. Thôi xin đi.
cái mì đấy. Anh Vương ăn sao, thấy ngon không? Ngon, bún riêu ngon. Bún riêu hả? Chú Sơn là nãy giờ âm thầm mà chắc là ngon lắm. Bà chú you can't finish your bowl? Rồi làm bánh trắng dày á.